Bài thuốc chữa bệnh tiểu đường, mỡ máu, chỉ 2 tuần là giảm, được tiến sĩ y học khuyên dùng. Quả đậu bắp chứa nhiều chất nhầy dạng bột vô định hình, có tác dụng làm hạ đường huyết, hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường. Tiến sĩ Võ Văn Chi, tác giả từ điển cây thuốc Việt Nam cho biết, cây đậu bắp còn gọi là bụt bắp hay mướp tây. Đậu bắp là loại cây thảo lớn, mọc đứng, cao từ 1,8 đến 2,5 mét. Thân dày, khỏe, có lông ở các phần trên, lá rộng, chia thùy chân vịt, thường gồm 7 thùy có răng không đều và kích thước thay đổi. Cuống lá dài, cuống hoa ở nách lá, dài từ 1 đến 3 cm. Lá bắc con từ 8 đến 12 chiếc, hình dài, có lông rậm và sớm rụng. Đài hình sao, có 5 thùy xẻ đến phân nửa, cánh hoa màu vàng hoặc hơi vàng, có chấm tía ở gốc. Quả nang có gốc dài từ 8 đến 15 cm, nhọn dài ở đầu. Đây là loại thực vật được trồng để lấy quả chế biến thành món ăn. Đậu bắp ra hoa vào từ tháng 5 đến tháng 9. Ở Việt Nam loại thực vật này phân bố rộng rãi, nhiều nhất là ở các tỉnh phía Nam. Phân tích dược lý cho thấy quả đậu bắp giàu pectin, chất nhầy, sắt và canxi. Quả tươi còn chứa thiamin, riboflavin, acid ascorbic và niacin. Chất nhầy của quả đậu bắp là dạng bột vô định hình với trọng lượng phân tử khoảng 15.000, hàm lượng protein khoảng 9%. Chất này có tác dụng hạ đường huyết, có thể chữa bệnh đái tháo đường. Thí nghiệm ghi nhận, cao lỏng thân cây có tác dụng hạ đường huyết trên chuột ở liều ổn định là 30g cho 1kg thể trọng. Khi so sánh với insulin, đậu bắp không gây hạ đột ngột đường huyết như insulin, ổn định hơn và không có nguy cơ gây tụt huyết áp xuống dưới mức bình thường. Trong đông y, thầy thuốc sử dụng toàn cây và quả đậu bắp để làm thuốc. Quả, lá, hạt đều có tác dụng làm dịu, làm nhầy và lợi tiểu. Quả xanh dùng làm thuốc sắc uống, trị đau do xuất huyết, tiểu nóng, tiểu khó, vì lậu. Chất nhầy của quả và hạt dùng để đắp trị bệnh lậu. Tiến sĩ Võ Văn Trì giới thiệu một số bài thuốc trị bệnh tiểu đường từ cây đậu bắp như sau. 500g quả đậu bắp tươi hoặc 100g cây khô thái nhỏ, nấu với 2 lít nước sắc còn 1 lít, uống trong ngày. Dùng 2 quả đậu bắp, cắt bỏ một ít khúc đầu và khúc đuôi, rồi cắt đôi theo chiều dọc, ngâm vào 1 ly nước nguội, đậy kín để qua đêm. Hôm sau trước khi ăn sáng, vớt bỏ 2 quả đậu bắp, uống hết ly nước ngâm. Thời gian điều trị kéo dài 2 tuần. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe.